Xin chào, mình là Mai Linh đến từ Viettel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một công cụ đắc lực giúp các bạn quản lý chiếc điện thoại di động của mình một cách hiệu quả. Chắc hẳn có những lúc các bạn đã gặp phải các trường hợp như không biết thuê bao của mình được hưởng những dịch vụ khuyến mại nào, có được tặng phút gọi, được tặng tin nhắn hay giảm giá cước data hay không. Hoặc có những lúc các bạn muốn gọi điện thoại nói chuyện nhiều, thế nhưng mà lại nhớ quên cú pháp đăng ký để được gọi siêu rẻ. Nói chung với hàng trăm cú pháp đăng ký, tìm kiếm rồi hủy dịch vụ sẽ khiến các bạn luôn luôn cảm thấy bối rối và khó nhớ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách sử dụng điện thoại thoải mái với cước phí siêu tiết kiệm. Đó chính là sao 098 thăng, bấm miễn phí, khuyến mại như ý, đang mang tới những điều thú vị và siêu tiện ích cho hàng chục triệu khách hàng của Viettel. Bạn chỉ cần nhớ một mã số duy nhất, sao 098 thăng, nhấn phím gọi, rồi chọn tiếp các phím để truy cập vào nội dung cần tra cứu. Chỉ với 3 thao tác đơn giản này, mọi thông tin bạn cần sẽ được nhà mạng cung cấp đầy đủ từ A đến Z. Thao tác có thể thực hiện được trên mọi loại điện thoại di động, chỉ cần có sóng Viettel. Sao 098 thăng như một người trợ lý cần mẫn sẽ luôn luôn có mặt để giới thiệu tới các bạn những chương trình khuyến mại mới nhất, hấp dẫn nhất. Đặc biệt, khi cần tra cứu thông tin, tìm hiểu thông tin tài khoản, Sao 098 thăng có thể trả lời ngay lập tức cho các bạn. Những thao tác tìm hiểu thông tin tra cứu này hoàn toàn miễn phí. Khi bấm Sao 098 thăng, màn hình sẽ hiển thị các lựa chọn khác nhau. Nếu bạn là người lần đầu tiên bấm Sao 098 thăng thì hệ thống sẽ trả lời bạn bằng một lời chào mừng và lưu ý với bạn về việc đây là công cụ hoàn toàn miễn phí. Khách hàng chỉ thực sự phải trả tiền khi hoàn tất việc đăng ký hoặc mua các gói dịch vụ. Tiếp theo đó, Viettel sẽ giới thiệu tới bạn các lựa chọn khuyến mại khác nhau. Các khuyến mại được đưa vào hai nhóm chính, gọi, nhắn tin và Internet. Trong đó, Mai Linh đặc biệt lưu ý là ngay tại bước này, Viettel sẽ giới thiệu tới bạn khuyến mại đặc biệt được thiết kế dành riêng cho bạn để phù hợp theo thói quen và nhu cầu của bạn. Khi lựa chọn dịch vụ mình quan tâm, bạn có thể trả lời hệ thống bằng cách nhập số và nhấn trả lời. Mai Linh lưu ý với bạn là điện thoại của bạn có thể hiển thị trả lời hoặc OK hoặc Answer. Bật mí với các bạn là đã có rất nhiều người bạn của Mai Linh bấm sao 098 thăng và đăng ký khuyến mại thành công. Có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn như gọi điện thoại di động cả ngày chỉ 3.000 đồng hoặc chỉ với 7.000 đồng, bạn đã có 1,2GB data để thoải mái lướt net xem video. Hãy cùng bấm sao 098 thăng mỗi ngày để dùng nhiều hơn, trả ít hơn.